Schönen guten Morgen alle. Thì mình đã khả làm khá là nhiều về những cái thế má trong cái bài thuyết trình rồi. Và mình nhận thấy rằng là những cái thế má mà, mà có cái chữ order ở giữa đấy thì nó sẽ khó hơn những cái thế mà còn lại. Thì hôm nay và những hôm tới thì mình sẽ tập trung làm về những cái thế mà như thế này. Thì không biết các bạn đã chuẩn bị hết chưa? Nhưng mà nếu chưa đấy thì hãy xem và chuẩn bị cho mình một cái thế mà để thực hiện trong bài thi các bạn ạ thì như mọi hôm thôi Đâu xuôi thì đuối nó sẽ lọt các bạn ạ hãy chọn cho mình một cái câu vào đây để giới thiệu cái thêm mà các bạn làm nào thì mình cũng nghĩ rằng cái phần này thì nó cũng khá là dễ cũng khá là quen thuộc đối với các bạn này mình cũng sẽ làm ở một câu hả hey? hỏi chứ, về the equivalent thêm a book the book spoken hoặc in my presentation get us um das thema a book or the book Uh -huh. Các bạn có thể bấm pause và đọc lại một lần nữa. Tiếp theo, sau đó là chúng ta sẽ tìm một cái phần mà không thể bỏ qua được, đó là cái phần giới thiệu về bài cấu trúc của bài thuyết trình. Các bạn hãy cho người ta biết đó là những phần nào, mấy phần. Và tới đây thì không biết có ai đã quên hay chưa nào, hay là tới bây giờ vẫn không thuộc nên nào. Thì mình hãy bấm pause và hãy coi lại một lần nữa nhé mình nghĩ cái này mình cũng sẽ quá nhanh thôi tại vì mấy cái này nói đi nói lại nhiều quá sinh ra nó chán nha yeah. ok về business erfahrungen đơn giản thôi nói lên những gì các bạn đã có đã từng trải qua thì ở đấy á, ai đã từng đọc sách nhiều thì sẽ dễ dàng hơn để nói về cái kinh nghiệm này kiểu là bản thân mình á, hoặc là bản thân các bạn sẽ cảm nhận rõ và có một cái kinh nghiệm khá là hay cho cái phần này và đấy là cái kinh nghiệm của bản thân mình. Ich bin ein Student. Leser sehr gerne. und ich habe auch viele Bücher zu Hause, aber wenn ich ein Smartphone hatte, lese ich seitdem lieber ein Buch. tức là tôi thì vẫn đang là một học sinh thôi, tôi thì vẫn rất là thích đọc sách và tôi có rất là nhiều sách ở nhà. đấy, đó là sự thật nha. khi mà nhưng mà khi mà tôi có một cái chiếc điện thoại thông minh ấy thì từ đó tôi thích đọc những cuốn ebook những cuốn sách điện tử hơn uh -huh. thì đấy là kinh nghiệm của mình các bạn cũng có thể tham khảo và đưa vào cái bài thuyết trình của các bạn đa số khi chúng ta là học sinh á thì chúng ta sẽ đọc sách giấy nhiều hơn uh -huh. còn khi mà bắt đầu có điện thoại rồi á, thì thì mình cũng nhận thấy rằng là cái lượng sách giấy của mình là hạn chế hẳn đa số là đọc e-book không ok tiếp tục nào tiếp theo là chúng ta sẽ đến với cái tình hình ở Việt Nam vậy cái tình hình ở Việt Nam thì sao ạ? Thì chúng ta sẽ luôn thấy một cái sự thay đổi rõ ràng theo thời gian. Đó là gì ạ? Dạ, hồi xưa thì người ta sẽ đọc những cuốn sách dễ dài cộp và khi mà mình có sách á, thì mình cảm thấy rất là vui. Nhưng bây giờ thì sao? Mọi thứ nó đã thay đổi. E-book hoặc là những cuốn sách điện tử thì nó đã chiếm ưu thế hơn trong cái thời đại này. E-book được người ta sử dụng nhiều hơn so với sách giấy. Thì các bạn sẽ ghi như thế nào cho cái tình hình ở Việt Nam như thế này thì trên màn hình đó là ý tưởng của mình mình đưa ra hai cái so sánh đó là trước đấy và bây giờ đấy ạ à. thì bài uống in Việt Nam và đơn e book free her nice popular as no matter future à bởi z lấy ra dimension out can e book beyond this the mình chỉ đưa đơn giản một câu đó là ở, chúng tôi ở Việt Nam á, thì trước đây thì ebook nó không có phổ biến hơn là những cuốn sách bình thường những cuốn sách in đấy nhưng mà bây giờ á, thì mọi người là thích đọc ebook hơn và đặc biệt là những người trẻ sau phần situation in ein dynamite năm lắm thì chúng ta sẽ nói về for not Tyler. thì đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về for Tyler trong cái phototype là chúng ta sẽ chia ra hai khía cạnh đó là của ebook và book thì đầu tiên chúng ta sẽ nói về ebook thì như chúng ta đã biết đấy ebook thì chúng ta sẽ đọc nó ở trên một cái tablet hoặc là một cái computer hoặc là một cái smartphone thì chỉ với một cái smartphone hoặc là một cái tablet thì chúng ta sẽ có thể đọc được hàng ngàn cuốn sách khác nhau và những cuốn sách mà chúng ta yêu thích thì ở đây chúng ta sẽ có một cái cấu dành cho ebook đó là gì ạ edit practice wenn man eben glitt. Weil es über the Bücher in einer kleinen Tablet gibt. Mà ở đây mình có thể đưa kèm một cái ví dụ đó là gì? Zum Beispiel, als ich eine Tablet hatte, musste ich nicht mehr in die Bibliothek gehen. Và sau cái Vorteil của e-book, thì chúng ta sẽ tới cái Vorteil của book. Thì theo như mình cảm thấy rằng, là khi mà mình đọc sách giấy đấy, thì bình thường đấy, thì mình có một cái niềm vui đó là khi mình mua những cuốn sách mới về. Người ta ta một cái cảm giác gì đó mà rất là vui. bằng mình chả biết miêu tả sao ạ Nhưng mà mình nghĩ rằng các bạn có thể hiểu được cái cảm giác đó. Thì for Thai ở đây là gì ạ? Đó là Facebook Live Harbor hinter lässt have Gefühl wenn sie ein neues Buch haben. Thì đây là những cái for Thai cơ bản thôi mà mình đã đưa ra để cho các bạn có thể tham khảo. Neben gibt es auch ein paar die beide sind parallel, da là câu dần của từ phó thái cho tới Nachteil. Vậy, Nachteil của nó là gì ạ? Thì mình thấy nó nó có khá là nhiều cái Nachteil ở đây. Thì đầu tiên mình cũng sẽ nói về ebook. Khi mà bạn đọc nhiều ebook ở trên điện thoại hoặc tablet ấy, thì nó sẽ có cái điều chúng là đau mắt. Ngày nay, nhiều bạn trẻ, đặc biệt là những bạn học sinh sinh viên người ta thường đọc sách ở trên điện thoại đấy nhìn tới nỗi mà một năm sau sẽ sắm một cái kính nó đòi dây cột bằng một cái đít chai bằng cái đáy của đít chai ừ. thì mình có ghi một cái nắp thái đó là gì về mặt ebook list not good for the organism besonders the quotesicica mention đó là những người bị cần thiết đấy be the student the web the ebook lesson zin coursing dịch, dịch vệ dân, tức là những học sinh mà họ đọc nhiều, họ đọc thường xuyên những cuốn sách điện tử ấy, đọc ebook ấy, thì họ sẽ trở nên bị cần thị. và khi ta đọc sách giấy thì ra bạn, sách giấy thì sao? như các bạn đã biết, giấy thì người ta được làm từ cây. và khi mà bạn đọc nhiều thì lượng cây mà người ta chặt phá để người ta làm giấy á, sản xuất giấy á, thì là càng lớn, thì nó sẽ gây ra cái việc gọi là phá hoại môi trường thế chừng này mình cũng nghĩ là đủ để ghi một cái nặc thái rồi đấy này nha when man book list it is not good for the is then when me bridge a process veden veden me boy me get fun được chưa thì đó là cái nặc thái mà mình nêu ra để các bạn tham khảo sau khi mình nói nặc thái xong thì mình sẽ tới phần cuối cùng đó là demand demand oysen thì đây là một cái phần chốt của mỗi bài thuyết trình mỗi người thì sẽ có một cái quan điểm, một cái ý kiến riêng và đấy là cái quan điểm mà cái ý kiến của bản thân mình. Ich denke, e book und book haben die gleiche Funktion. Tức là có những cái chức năng giống như nhau thôi. Man kann sich selbst entscheiden, was man will. Weil es an den eigenen Wünschen der Menschen liegt. Tức là gì? Thì mọi người có thể tự quyết định thôi, cái mà mọi người muốn. Vì sao ạ? vì đó là những cái ước muốn riêng của mỗi con người và tất cả những cái ý tưởng của cái bài này thì các bạn cũng một phần nào đó có thể tham khảo và sử dụng trong cái bài ôn của các bạn thì mình chúc các bạn thi tốt và hãy comment cho mình biết rằng là các bạn muốn mình làm về cái thể mã nào nữa cảm ơn các bạn đã xem video xin chào và hẹn gặp lại